hơi non. Ở nhà đã ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi vào lượm hàng giùm em nha. Ăn cơm rồi thì vào lượm hàng giùm em nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ bài lên giùm em với nha. Hôm nay chị bán áo không em ơi, bán áo áo len, áo lưới, áo nhũ, áo kiểu, nói chung là các loại áo, không có gì ngoài áo hết nha, nên là mấy chị đừng hỏi gì ngoài lề giùm em với ha. Chị bán áo là áo thôi nha, áo len, áo kiểu, áo thun, áo lưới, nói chung là tất cả các loại áo và không liên quan gì tới các loại khác, nên là đừng hỏi cái gì khác ngoài áo nữa mấy chị ơi, chỉ có bán áo thôi nha. Hello chị Hiền Trần nha, hello Thanh Thanh Ngô, hello Phân nha, mọi người ơi vào hết chứ mọi người ơi, đẩy tương tác lên giùm em chứ mấy chứ ơi, đẩy tương tác lên giùm em đó nha. Wow, ngon quá giờ. Đã quá giờ. Ngoại 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 cứ chặt cái thử đi vô cái chân con ngoại đâu. Nhà lên rồi. Thôi vậy đi. Cả nhà có thấy em không? Ở nhà ơi. Ở nhà thấy em không? Chấm bài lên rồi em với nha cả nhà ơi. Chấm bài chia sẻ bài lên giùm em với nha. Ai đang xem live thấy em chấm lên cho em một cái nha mấy chị yêu ơi. Chị nào đang xem live chấm lên giùm em một chấm nha. Hello cả nhà nha. Rồi em sẽ sale hàng 55.000 trước nha mấy chị. Em sale hàng 55.000 trước nha. Hello Mắm Lì, hello Thi Đào nha. Bán gì mà lượt xem gì mà nó càng ngày nó càng tụt chị mấy chị ơi. Lượt xem càng ngày càng tụt luôn á. Áo len bận là 55.000 nha mấy chị. Áo len ha. Áo len nha mấy chị yêu ơi. Đây. Đang bận 55.000. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu đen, màu trắng. 55.000 một áo. Trưa không xem được luôn. Mạng nó bị gì hả? Hay sao không xem được ta? Hello Trần Tiên nha. Rồi mọi người ơi vào chưa mọi người ơi, mỗi người cho em một cái chia sẻ với nha, mọi người cho em một cái chia sẻ đi. Rồi áo đang bận là áo len nha mấy chị, 55.000, màu hồng, màu đen, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, hồng vàng đen trắng đỏ, ok thấy đỏ thấy rõ nè, ok em nè, thấy rõ mà không thấy ai mua hết, ai mở hàng cho em đi nào, ai mở hàng cho em đi nào.
Đây màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu hồng. 55.000 một áo nha mấy chị ơi. 55.000 một áo ha. Cái này là áo len nha mấy chị, siêu đẹp luôn. À, lấy chốt màu giùm em nha. Đen, vàng, hồng, màu trắng và màu đỏ. 55.000 một áo. Chị nào lấy mẫu đang vận thì chốt màu giùm em ha. Cắm bài lên giùm em với cả nhà ơi. Cắm bài lên giùm em với nha. Ngồi buồn giật hết lông mi rồi. Ai có đơn hôm qua thì vào chọn thêm ha, để em chuồn đơn nha mấy chứ. Chị nào có đơn hôm qua thì vào chọn thêm em dùng đơn nha. Lan không tương, không không thấy bài luôn hả ta? Áo đỏ cho móng lì, cho móng lì nè. Anh chị không thấy bị lộn ta? Không có áo khoác em ơi. Không có áo khoác nha Kim Hồng ơi, chị cho có áo thun em. À có mẫu áo khoác nữa nè. Em đưa cái cây áo khoác giùm chị với. Màu hồng. Nó màu hồng á. Nó màu hồng, nó có hàng nút em, thấy không? Đây, áo khoác cũng 55.000 luôn nè mấy chế ơi. Thấy hả? Thấy mà không mua gì hết vậy? Chị Lớp Hương ơi, vô ủng hộ em đi chị Lớp Hương ơi. Em bán áo với chị Lớp Hương ơi. Đồng giá 55.000 luôn mấy chế ơi. Đào hốt nha mấy chế ơi. Rồi chị nào lấy cho em và khoác hồng nha mấy chị. Khoác nhẹ cực kỳ xinh luôn. Khoác này ở trên nền vải rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Khoác hồng nha. Cái này nút hàng nút là nút sắc màu nè mấy chị. Rất là đẹp luôn. Khoác này khoác nhẹ cực kỳ xinh luôn. 55.000 chị nào lấy khoác thì chốt khoác lên giùm em luôn ha. Móng lì quần đùi da. Móng lì quần đùi da. Lúc nào ta? Hay là chị đi rồi đó em ơi. Hay là đi rồi sao quá em. Rồi chị nào lấy khoác đang bận thì chốt khoác đang bận đi giùm em ha. Cũng 55.000 luôn một áo luôn nha mấy chứ ơi. 55.000 luôn nha. Con không ai bình luận gì luôn rồi ta. Chị không đọc bình luận không? Không. Em đọc cho chị nha. Thôi đâu. Em đọc bình luận cho. Khoát cho Ngọc Huyền một cái nè. Khoát cho Ngọc Huyền một cái nè. Khoát được khoát len chị ơi. Khoát len. Khoát chất len chị. Chất len với chất lưới chị nha. Chất len à. 55.000 một áo. Ừ, cỡ con hai đang bán hàng.
Nó đang bận cho Mai Thảo. Rồi. Ngọc Huyền ok, Ngọc Huyền ở Đồng Tháp nè, ok em nha. Phát là 55.000 luôn nha mấy chị yêu ơi. Phát là 55.000 luôn hả? Hàng này hàng Quảng Châu nha mấy chứ. Hàng này là hàng Quảng Châu nha. Đây, siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Đây, chất len nha mấy chứ. Chất len nhẹ nè, rất là xinh luôn ha. Này 57, 58 chứ nó lại bận vừa cho em. Rồi Alex phát đang bận thì chốt phát giùm em ha. Phát đang bận 55.000. Chị lấy thì chốt lên giùm em ha. Hà Mai Lý gửi rồi em ơi. Nguyễn Hằng một cái nè, 55.000. Áo trong em đang bận cũng 55.000 nha. Chị gửi rồi nha Hà Mai Lý. Chị gửi cho em rồi nha. Áo trong em đang bận cũng 55.000. Có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu hồng. 55.000 một áo. Ai lấy khoác trong thì áo trong thì chốt áo trong giùm em ha. Ok Ngọc Huyền nha, ok em yêu nha. Rồi khoác hồng em còn mấy cái nữa, chị lại lấy khoác hồng chốt lên giùm em ha. Khoác hồng 55.000. Khoác hồng 55.000 một áo. Một khoác, dạ khoác có một màu thôi chị yêu ơi. Rồi len sọc giùm em luôn. Len sọc phối lưới nha mấy chế yêu ơi. Phối lưới ở cổ cực kỳ xinh luôn nè, đó. Cái tay nè, đó, siêu đẹp luôn ha. Rồi chị nào lấy mã len sọc thì chốt len sọc lên giùm em, 55.000 luôn. Xả kho nha mấy chị yêu ơi. Xả kho thôi. Ok Mai Thảo khoác hồng cho Kim, Kim Ngọc Nguyễn nè. Rồi ai lấy khoác hồng thì chốt khoác hồng lên giùm em. Áo trong đang bận 55.000 luôn. Áo trong cho em đang bận là có màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu trắng, màu đen. Áo khoác đang bận thì chốt em khoác đang bận nha. Rồi chốt em là len sọc luôn mấy chị yêu ơi. Tay phối lưới cực kỳ xinh luôn nha. Tay phối lưới và cái cổ này cũng phối lưới mấy chị nha. Len sọc cho Lưu Thảo một cái nè, 55.000. Đừng nói chuyện nữa chứ mẹ bán hàng. Ăn đại đi rồi vô trong phòng chơi. Mẹ bán hàng mình cứ rì rào mẹ bán không có được. Rồi len sọc. Len sọc. Phát hồng. Áo đang áo trong đang bận, áo dây bên trong đang bận. Chỗ em là dây đỏ, dây vàng. Len sọc cho Du Ly Trương. 55.000 một áo. Phát đang bận cho Mỹ Trang. Cho chị một cái viết của em. Em có mấy cái viết. Em có mấy cây. Mỹ Trang. Mỹ Trang hồi chiều có đơn. 55.000 một áo nha mấy chị yêu ơi. Len sọc thì chốt len sọc lên giùm em nha mấy chị. Form này 60kg mặc cũng vừa. Đó. Chất len này len hàng Quảng Châu siêu siêu đẹp luôn nha mấy chứ. Hàng em là hàng cục cục như vậy nè. Chứ không phải là hàng sale đâu mấy chị yêu nha. Hàng rất là xịn luôn ha. Phát chị đang bận nè em ơi. Phát là phát chị đang bận nè. 55.000 luôn. Phát chị đang bận cũng 55.000. Đây. Hàng Quảng Châu nha mấy chị. À lấy chốt phát thì chốt phát lên giùm em ha. Hôm qua chị hồi chiều em có rồi nha Thu Nguyễn ơi. Thu Nguyễn cuối nay em có len sọc hết rồi nha em. Rồi chị là lấy mã len sọc thì chốt len sọc lên giùm em ha. 55.000 một áo. Len sọc 55.000. Rồi áo nhũ cũng 55 luôn. Áo nhũ. Áo nhũ nó đẹp lắm luôn nha mấy chứ ơi. Áo nhũ này siêu đẹp luôn. Áo lưới không phải áo nhũ nữa. Áo lưới nha mấy chứ. Phát hồng cho Du Ly Trương. Rồi chị nào lấy phát hồng thì chốt phát hồng. Áo áo lưới thì cho em áo lưới nha mấy chị. Áo lưới này hàng Quảng Châu nha mấy chị yêu ơi. Áo lưới này hàng Quảng Châu nha. Chị nào lấy áo lưới ha. Áo lưới thì cho em áo lưới ha. Chấm bài lên giùm em cả nhà nha. Chấm bài lên giùm em với. Hồng cho Cẩm Tiên Nguyễn. Rồi chế là lấy hồng thì chốt hồng đi giùm em. Áo lưới thì chốt áo lưới đi giùm em nha mấy chị yêu ơi. Áo lưới 55.000. Chế là lấy áo lưới thì chốt áo lưới đi giùm em ha. 55.000 một áo. Áo khoác đang bận còn mấy cái. Còn hai cái nữa. Ai lấy khoác đang bận chốt em khoác đang bận nha. Rồi len này là chốt em là len màu đen. Len đen giùm em nha mấy chế. Không có quần em ơi. Chỉ có áo thôi nha. Hôm nay không có gì ngoài áo hết nha. Áo len, áo kiểu, áo thun, áo lưới, tất cả các loại áo. Lê Kiều vào chọn thêm nha em ơi. Rồi chốt cho em là len này cổ lọ nha mấy chị yêu ơi. Chất len nhìn giùm em, chất len này mấy chứ. Siêu đẹp luôn nha. Áo em bận có bán nha chị yêu ơi. Áo khoác em bận cũng có bán và áo dây bên trong cũng bán nha chị. Ai lấy khoác thì chốt khoác giùm em. Ai lấy áo dây bên trong chốt áo dây giùm em nha. Áo dây bên trong có màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng, màu hồng. 55.000. Khoác đang bận chỉ có một màu thôi nha. Rồi chị nào lấy mã len này thì chốt len đi giùm em ha. Len có màu đen và màu trắng hai màu. Len đen và len trắng nha mấy chế yêu ơi. Đây.
len màu đen và len màu trắng. Cái tay nó viền sọc cực kỳ dễ thương luôn ha. Đó, tay viền sọc rất là đẹp luôn. Chị lấy len thì chốt len lên giùm em ha. Len trắng, len đen hai màu. Chấm bài lên giùm em với cả nhà yêu ơi. À, không cần. Len trắng với len đen nha mấy chế ơi. Chị nào thấy em không? Ai thấy em không? Len trắng với len đen hai màu, cái này là cổ lọ siêu đẹp luôn nha mấy chứ. Đây, cổ lọ mà cái len nó viền rất là xinh luôn ha. Len trắng với len đen, cái này lấy thì chốt đi giùm em nha. Cái mã này xinh lắm luôn nè. Cái này là tay phối lưới nha mấy chị yêu ơi. Cái này tay phối lưới siêu đẹp luôn. Rồi chốt cho em là đỏ phối lưới nha mấy chị. Đỏ phối lưới, chất len siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Chứ lấy mỏ đỏ phối lưới thì chốt em đỏ phối lưới nha. Đỏ phối lưới. Áo len đen cho Hà Mai Lý. Ok Hà Mai Lý nè. Đạo đơn cho Hà Mai Lý nha. Áo thun em bận nhiêu ký thoải mái nha chị yêu ơi. 59kg vừa à. Rồi chốt cho em nha. Đỏ phối lưới cho em nha mấy chị. Đỏ phối lưới, chứ là lấy mã đỏ phối lưới thì chốt đỏ phối lưới lên giùm em. Siêu đẹp luôn. Cái tay này nó phối lưới nha mấy chị yêu ơi. Tay này phối lưới nha. Đó. Đẹp quá. Rồi chốt đảo đỏ phối lưới giùm em. Đỏ phối lưới nha mấy chị. 55.000. Chứ là lấy đỏ phối lưới thì chốt đỏ phối lưới lên giùm em. Áo thun mặc như đỏ phối lưới cho Julie Trương. Rồi chốt mã đỏ phối lưới nha mấy chị yêu ơi. Hàng này hàng Quảng Châu nha mấy chị. Hàng Quảng Châu chứ phải là hàng xưởng, hàng đồ đó mấy chị yên tâm nha. Chất len cực kỳ mịn luôn nè mấy chị. Đó. Chất len rất là đẹp, ở dưới nó bo cho mấy chị luôn ha. Tay có bo luôn. Rồi đỏ phối lưới nha. Đỏ phối lưới. Mọi người ơi, bay mất tương tác quá, mấy chị có thể chấm bài lên giùm em được không mấy chị yêu ơi? Ai thấy em chấm lên cho em một chấm với nha. Chị nào thấy em thì chấm lên giùm em một chấm nha. Đỏ phối lưới, ai lấy chốt đỏ phối lưới thì chốt đỏ phối lưới đi giùm em nha. Rồi cái đen này là đen tay dài nè mấy chị. Hello Triệu Kỳ Anh nha. Đây cái này chốt em là len đen tay dài. Cổ lọ trắng. Cổ lọ trắng là cái muội muội cổ lọ màu trắng nè. Muội muội cổ lọ trắng nè. Rồi cái này chốt cho em là len tay dài. Đây. Len tay dài nha mấy chị. Len tay dài, chất len nhìn giùm em nè mấy chị. Ok em yêu. Len tay dài cho em mấy chị yêu ơi. Áo khoác đang bận ai lấy nó chốt em áo khoác đang bận đi để em qua mẫu nè mấy chị. Đồng minh của mình cũng nhiều quá. Mà không ai mua cho mình hết. Ok chị nè. À, như là chị đó là chị là chị Mộc Ngọc Mai Nguyễn là ở đâu vậy em ha? Màu hồng với lại màu đen nha chị. Ngọc Mai Nguyễn ở đâu? Bình Tân ạ. Ngọc Mai Nguyễn áo đang bận màu hồng với màu đen nha. Màu đen với màu nào cũng được trừ nè. Ok chị yêu nè. Ok chị yêu nha. Áo trong em đang bận cũng 55.000. Áo trong em bận cũng 55.000, em có màu đỏ. Màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu trắng, 4 màu. Đỏ, hồng, vàng, trắng, 4 màu, 55.000. Đỏ, hồng, vàng, trắng, 4 màu, 55.000. Ai lấy chốt lên giùm em nha. Chị lấy thì chốt lên giùm em, áo dây đang bận đỏ, hồng, vàng, trắng. Rồi len đen tay dài, chốt cho em là mã đen tay dài, 55.000 một áo luôn. Đen tay dài nha mấy chị yêu ơi. Đen tay dài. Chốt đen tay dài lên giùm em nha. Đen tay dài. Áo sơ mi có dây trước sau lưng. Trễ la chị. Hà Mai Lý không có đen là chị. Hà Mai Lý lấy đen gì em ơi? Hà Mai Lý lấy đen gì về em? Đen tay dài hả? Hà Mai Lý lấy đen nào về em ơi?
áo đang mặc màu đen chị. Phát vẫn còn nha Mel Thiên ơi, phát vẫn còn 55.000. Phát vẫn còn 55.000. Facebook đang vỏ à chị. Mùi mùi là đang vỏ. Áo chị vẫn còn màu hết màu đen rồi em ơi. Áo chị vẫn hết màu đen rồi. Còn màu đỏ đô, màu hồng với lại màu vàng, màu trắng thôi, hết màu đen rồi. Đây, áo vàng nè, áo trắng nè, áo đỏ đô và áo màu hồng 55.000. Phát còn nha Thảo ơi, áo chị đang bận 55.000 nè. Phát chị đang bận 55.000 còn hai cái. Rồi áo thun là 70. Áo thun là 70.000. Cái này cột dây phía sau cho em nha mấy chế yêu ơi. Cái này em có đăng hình nè. Rồi chốt cho em là áo hồng 70.000. Hồng 70. Hồng 70. Da là 70. Cột dây phía sau giùm em nha mấy chị. Hồng 70, da 70. Áo này có mút mực nha. Áo này là áo thun thiết kế. Áo này là áo thun thiết kế nha mấy chị yêu, hàng thiết kế nha. Rồi da 70.000 có mút mực luôn. Mặc xong cột cái nơ đằng sau cho em. Cái hồng này cũng mặc cột nơ phía sau cho em luôn nha, 70.000. Chị là lấy da 70 thì cho em da 70. Lấy hồng 70 thì cho hồng 70 luôn giùm em. Mấy mẫu này đều có mút ngực nha mấy chị yêu ơi. Mấy mẫu này đều có mút ngực hết nha. Da 70, hồng 70. Da cho Lan Chi 70. Còn một cái hồng, em lấy hồng chốt hồng đi giùm em nha. Hồng 70. Rồi cái hồng lịch vai này 65.000. Chị lấy hồng lịch vai cho em, hồng lịch vai 65.000. Hồng lịch vai 65.000 nha mấy chị yêu ơi. Hồng này có ngọc nha, có ngọc hai bên. Tay dài siêu đẹp luôn, hồng 65. Ai lấy hồng 65 chú hồng 65 giùm em. Chấm tay lên giùm em với cả nhà. Chấm tay lên giùm em với mấy chị yêu ơi. Da hết rồi. Phát chị bận còn nha Duyên Huỳnh ơi. Cho Duyên Huỳnh một phát chị bận nha. Phát đang bận 55.000. Da 70 hết rồi Nguyễn Trang ơi. Da hết rồi Uyên Lê nha. Áo sơ mi chị còn không ạ? Sơ mi nào em ơi. Duyên Huỳnh phát đang bận nè. 55.000. Duyên Huỳnh áo chị bận nha. Da hết rồi. Da hết rồi nha mấy chú yêu ơi. Không có áo nam em ơi, hôm nay không có áo nam nha. Hôm nay chị không có áo nam. Phát chị bận cho Nguyễn Thị Cẩm Tiên ok em yêu. Nguyễn Thị Cẩm Tiên phát đang bận. Cẩm Tiên không có đơn. Áo phát đang bận 55.000. Phát đang bận cho Ngọc Linh hôm qua cũng có đơn luôn rồi. Hết phát cho mấy chưa. Hết phát nha. Vô trong phòng chơi đi con ơi. Ngọc Linh này em 55.000 luôn. Đó là cô Nguyễn Thị Cẩm Tiên có đơn. Em cứ vô một đống, chị nào có đơn thì chị bận. Rồi tím 65.000. Chị nào lấy tím 65 chú em tím 65 nha. Tím 65.000. Tím 65.000, chị nào lấy tím thì chốt tím lên giùm em. Tím này 65.000 siêu đẹp luôn nha mấy chị. Rồi lên áo thun lẻ cho mấy chị chọn nha. Lên áo thun lẻ cho mấy chị chọn áo thun đẹp nè. Hồi chị áo thun người chưa có lên luôn nha. Hồng mẫu trước hết, hồng mẫu trước Uyên Lê lên địa chỉ nha. Uyên Lê ở đâu Uyên Lê ơi? Uyên Lê lấy hồng 70 lên địa chỉ nha. Uyên Lê chưa lên địa chỉ, chưa chốt hàng đâu chị nha. Rồi lên áo lưng thun lẻ. Áo thun là 70 nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá. Rồi chốt cho em là đen 70.000. Chốt cho em là áo đen nha mấy chị yêu ơi. 70.000 một áo. Đen 70. Chị nào lấy đen thì chốt đen lên giùm em. Mấy chị mặc rồi xong mấy chị cột cái dây phía sau giùm em ha. Làm cái dây lại, cột xoắn cái dây lại giùm em. Trời ơi mặc mấy mẫu này đẹp lắm luôn. Hồi chiều bán mẫu này rồi sao rớt cái màu đen lại nha. Rồi đen 70 giùm em nha mấy chứ. Chứ là lấy đen 70, chốt đen 70 lên giùm em. Cái này là hàng thun thiết kế nha mấy chị yêu ơi. Thun thiết kế siêu đẹp luôn. Đen cho Vân AV 70.000. Rồi tím 70. Trắng cái này để đi. Tím 70.000, chị là lấy tím 70, chốt tím 70 lên giùm em, có dây kéo thôi mấy chị yêu ơi. Rồi tím 70. Chị là lấy tím 70, chốt tím 70 lên giùm em. Tím 70.000. Chốt tím 70 lên giùm em nha. Nhắn tin em mới chốt hàng nha chị yêu ơi. Rồi cái da này, má phải vô má khâu cái này lại giùm con với má.
con bấm nút đây lại giùm con nè. Rồi cái da này cũng 70.000 luôn nha mấy chị. Rồi đẹp quá, cái này nó bị rớt cái cọng chỉ đó rồi, để em nhíp lại. Da này 70.000 luôn ha, nó khoét đây mà nó có một cái cọng dây đây siêu đẹp, là nó bị đứt chỉ ra. Ai lấy da 70 chốt da 70 lên giùm em. Da 70.000, trời ơi đẹp kinh khủng luôn mấy chị nha. Áo vẹt vai còn không là áo gì em ơi? Áo vẹt vai là áo gì vậy? À là cái áo hồng và áo tím hồi nãy hả? Đen 70 là cái nào vậy em? Đen 70 hết rồi. Da 70. Mẫu này đẹp lắm nè. Trời ơi mẫu này siêu đẹp luôn nha. Da 70 cho Thanh Tuyền hôm qua có đơn. Rồi cái trắng này siêu đẹp luôn nè. Màu trắng 70.000. Trắng 70, ai lấy trắng 70 chú em trắng 70 nha. Trắng và bơ nè, 70.000. Trắng và bơ, trời ơi siêu đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi cái chất này xuất sắc luôn ha. Trắng 70 và bơ 70. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em ha. Trắng vô nguyên chốt 70. Trắng 70. Rồi cái bơ này đẹp lắm luôn. Màu bơ này mặc thì cực kỳ sáng da luôn nè. Màu bơ 70. Màu da cho Minh Trang. Cái màu da đó em. Cái màu da mình chịu kêu để. Màu da của người lấy rồi hả? Màu da hết rồi Minh Trang ơi. Rồi bơ 70. Chứ này lấy bơ thì chốt bơ lên giùm em. Linh Nguyễn lên địa chỉ nha Linh Nguyễn ơi. Bẹt vai này phải không? Tím nè em ơi. Bẹt vai màu tím đâu rồi? Đây Linh Nguyễn lên địa chỉ vô chế nha Linh Nguyễn ơi. Cái tím này đẹp lắm Huyền ơi. Con lấy tiếc lắm luôn nè. 65.000. Linh Nguyễn ở Bến Tre. Linh Nguyễn nhắn tin cho chị nha Linh Nguyễn ơi. Linh Nguyễn nhắn tin giùm chị nha em. Lấy cho trời, lấy cho Nguyên Trúc rồi màu trắng rồi nha Nguyên Trúc ơi. Nguyên Trúc lấy trắng cho Nguyên Trúc rồi nha. Ôi cái tím nơ này đẹp quá. Tím nơ 70.000. Trời ơi mấy cái mẫu này hồi xưa bán lấy nhiêu cái nó lấy hết luôn mấy chứ. Rồi tím 70. À, lấy tím 70 chốt tím 70 giùm em. Tím 70 nha mấy chị yêu ơi. Có cái nơ đằng sau nè. Thúy ơi vào hốt hàng giùm chị Thúy ơi. Bán ế quá Thúy ơi. Cho chị mấy cái bịch mới đi. Tím nơ cho Triệu Kỳ Anh 70.000. Hốt tím hết rồi. Rồi hồng 70. Trời ơi đẹp quá. Rồi tiêu phay nó không tương tác anh ơi. Áo khoác hồi nãy 55.000 nha em Duyên Huỳnh ơi. Áo khoác hồi nãy 55.000 rồi. Chế ra lấy hồng, chốt hồng giùm em ha. Chốt hồng giùm em ha. Hồng, hồng, hồng. Hồng 70. Đưa cái tím có dây kéo phải không em? Tím có dây kéo này chị để lại cái chị bận rồi nè. Cái mẫu này hot, cực kỳ hot luôn. Mấy chị ra shop mua 230. Mấy chị ra shop hot 230.000 một áo đó. Tím cho Minh Trang. Tím này cho Minh Trang nè. Rồi ai lấy tím nó 65.000 nha. Rồi cái này 70. Chị nào lấy tím 70, chốt tím 70 lên giùm em. Bé cho Mai 49kg vừa. Nghỉ khỏe trả tiền lời đi ha. Hồng cho Mai Thảo 70.000. Mai Thảo 70, tím 70 cho Thi. Ở này Mai Thảo nè em. Cái này cho Thi Đào. Thi Đào tím 70. Em có tím biệt vai 65.000 cho Lê Huyền. Có tím biệt vai hồi nãy 65.000 cho Lê Huyền. Có Triệu Kỳ Anh có tím nơ nha Triệu Kỳ Anh ơi. Triệu Kỳ Anh có tím nơ nha. Trời ơi đẹp quá. Rồi trắng 70. Cái này là tay phòng luôn nha mấy chị yêu ơi. Tay phòng nha, cực kỳ xinh luôn. Rồi trắng 70.000 giùm em. Trắng 70. Trắng 70. Trắng 70 và bơ 70.000. Đây tay là tay phòng nha mấy chị yêu ơi. Áo này là áo thun thiết kế siêu siêu đẹp luôn nha mấy chứ. Hàng này mấy chị ra ngoài shop mua 200 mấy luôn á nha. Em bán chỉ có 70.000 thôi. Tím 70 và bơ 70 và trắng 70 giùm em nha mấy chị. Ok Lê Huyền chốt cho Lê Huyền ở đó rồi nha Lê Huyền ơi. Chốt cho Lê Huyền ở đó rồi nha. Rồi cái da mút ngực này đẹp lắm luôn nè. Da mút ngực này cũng 70 nha mấy chị. Đi cắt tóc. Da mút ngực 70.000. Chị nào lấy da 70 chú em da 70 ha mấy chứ. Đằng sau bo thun. Da giùm em nha mấy chị yêu ơi. Da tím nơ Thi Đào hết tím nơ rồi. Lấy cái tím 70 của Thi Đào ra nha. Lấy cái Thi Đào ra giùm chị. Rồi da mút ngực 70.
Ai lấy chú em da mút ngực nha mấy chị. Da mút ngực. Form bình thường em ơi, không có laptop nha. Form này không laptop đâu nha. Form này không có laptop đâu nha. Rồi cái trắng này xuất sắc luôn nè. Rồi trắng khoét giùm em. Trắng khoét này 65.000. Chị nào lấy mã trắng khoét thì chú trắng khoét lên giùm em 65.000. Hai cái dây này mấy chị cột vòng quanh eo giùm em nha. Da 70 dùng cho Julie Trương nè. Dùng Julie Trương. Đi 70.000. Rồi trắng 65.000. Trắng khoét 65.000. Ai lấy trắng khoét chú trắng khoét giùm em ha. Trắng khoét 65.000. Mấy cái mẫu này mặc cưng lắm luôn nha mấy chị. Hàng này hàng thiết kế chuẩn luôn. Trắng khoét 65.000. Ai lấy trắng khoét chú trắng khoét lên giùm em nha. Chấm bài lên giùm em cả nhà ơi. Chấm bài lên giùm em với cả nhà. Rồi trắng bút ngực 70. Chứ là lấy trắng bút ngực thì chốt trắng bút ngực lên giùm em nha mấy chị. Trắng bút ngực 70.000. Ai lấy trắng bút ngực thì chốt chốt trắng bút ngực lên cho em nha. Trắng bút, trắng bút. Mẫu này mặc siêu đẹp luôn mấy chị yêu nha. Trắng bút ngực. Trắng bút ngực giùm em nha. Độc quyền nhớ mua thêm nha em ơi. Mới có một cái thôi nha. Rồi cái mẫu này đẹp lắm luôn nè. Một số 1 giùm em ha. Trắng cho Minh Trang. Rồi một màu đen, một màu tím. Có cái màu xanh này được không Thảo Phạm ơi? Thảo Phạm ở đâu ta? Có cái màu xanh này được không Thảo Phạm? Còn màu xanh nha, hết màu trắng rồi nha Thảo Phạm ơi. Có mút ngực luôn nha, 70.000. Thảo Phạm ở đâu lên? Thảo Phạm này là đi chung với ai ha? Thảo Phạm mà đi chung với ai nhớ nhớ nè. Lấy màu xanh này được không Thảo Phạm? Thảo Phạm có thông tin cho em. Một đen cho chị Hải Yến Hoàng. Một đen này cho chị Hải Yến Hoàng nè. Hải Yến Hoàng 70.000. Một còn một màu đen, một màu còn màu tím. Mã 1 còn màu tím nha. Mã 1 còn màu tím. Chị là một tím này chú em. Ok Trung Thúy Thảo nè, ok em yêu nè. Lấy màu xanh được chế đâu em ơi. Còn một màu tím ha. Ok em nè, màu xanh này cho Thảo Phạm. Em ghi là cơm sườn Thúy Thảo nè. Xanh hết rồi nha Phương Hà ơi. Rồi tím. Mã 1 màu tím ha mấy chứ. 70.000. Một tím ha, lấy một tím chút màu tím với giùm em ha. Thấy comment thấy Minh Trang mà. Một đen kia Lê Trần sau chị Hải Yến Hoàng mà em ơi. Ai trước là chị để hả? Không có thiên vị đó mấy chị. Bán thì ế gần chết chứ bán đắt đâu. Bán ai khách mua là mừng, có là mừng rồi. Giờ thấy ai là quất liền. Không thể chuột. Rồi mã 2 là siêu đẹp luôn ha. Mã 2 là cực kỳ đẹp luôn nè. Cổ là cổ quê. Tay là mấy chị yêu ơi, nhìn cực kỳ xinh luôn ha. Rồi ai lấy mã 2 chút mã 2 giùm em. Mã 2 em có màu hồng. Mã 2 màu hồng, mã 2 màu tím, mã 2 màu đen. 70.000 một áo. Chị lấy mã 2 thì chốt mã 2 lên giùm em. Hàng này mấy chị nhìn giùm em nha. Hàng Forever 21 nha. Lấy màu tím đâu không Kelly Trần ơi. Bây giờ bên mấy chị là thấy chị Hải Yến Hoàng trước. Mạng yếu không phải đâu, do mất tương tác đó em. Ông thì có trời mất qua. Tóm á. Mã 2 màu hồng cho Linh Nguyễn. Linh Nguyễn hồi nãy có đơn rồi nè. Mã 2 màu hồng cho Linh Nguyễn. Áo trắng khoét vai gì. Mã 2 màu hồng cho chị Hải Yến Hoàng. Hải Yến Hoàng cho chị Hải Yến Hoàng đi 70 nha em. Rồi mã 2 màu đen và mã 2 màu tím giùm em mới chứ ơi. 2 đen và 2 tím. Minh Trang em để ý Minh Trang giùm chị với nha. Hồi nãy giờ có mới có một Minh Trang thôi phải không? Em định có Minh Trang, chị coi chừng rồi Minh Trang. Còn tím với đen nha Thảo Phạm ơi. Thảo Phạm lấy tím với đen giùm chế được không em? Một tím cho Kim Ngọc Nguyễn nè. Còn mã 1 màu đen. Còn mã 1 màu tím. À mã 1 màu tím là mã này nè cho Kim Ngọc Nguyễn nè. 70. Hồng mã 2 hết rồi Lệ Nhi ơi. Mã 2 còn đen. Xuất tỉnh 35.000. Với là màu tím. Xuất tỉnh 35.000 cho Linh Nguyễn ơi. Kelly Trần màu tím 70. Ủa Kelly Trần lấy mã trước hay mã này? Kelly Trần lấy mã trước hay mã này em ơi? À, tôm sườn em. Rồi còn màu đen.
còn màu đen, còn màu đen nha Kim Hương Sơn ơi. Chưa lên địa chỉ chưa chốt hàng đâu chị ơi. Màu xanh hết rồi nha Phương Hà ơi, xanh hết rồi nha em ơi. Rồi còn màu đen, chị rồi lấy đen chốt đen đi giùm em hả. 70.000. Mã này chị còn màu đen nha Kelly Trần ơi. Mã này lấy đen đi em, đen đẹp nè. Mã này lấy đen đẹp lắm em ơi. Đen cho chị, cho Nguyễn Hằng luôn. Mã đen, mà hai màu đen cho Nguyễn Hằng. Rồi cái này chốt cho em là hồng, hồng nè. Ai lấy hồng chốt em hồng nha, hồng giùm em. Hồng siêu đẹp luôn. Trời ơi, cái này mấy chị thiệt sự luôn, đi ra ngoài mua mắc lắm luôn ha. Hồng 70. Đen cũng hết luôn rồi em ơi. Hồng giùm em nha. Rồi đỏ tay phòng 70 luôn. Trời ơi, cái áo này mấy chế ơi. Đỏ tay phòng 70. Đỏ tay phòng 70.000. À lấy đỏ phòng thì chú em đỏ phòng ha. Đỏ phòng 70. Đỏ phòng 70. Em là thứ 6 có cái gì về Tâm Trần ơi? Thứ 6 em có cái gì vậy em? Đỏ tay phòng, rồi hồng. Chấm bài lên giùm em với cả nhà. Chấm bài lên giùm em với nha. Chấm bài lên giùm em với. Cái đỏ tay phòng này siêu đẹp nè. Đây. Đó. Cái tay nó phòng siêu phòng luôn nha mấy chứ ơi. Đằng sau nè. Đỏ tay phòng nha. Chị lấy đỏ tay phòng, chốt đỏ tay phòng đi giùm em. Rồi. Cái mẫu này Quyên Trúc đâu rồi? Quyên Trúc còn đó không? Quyên Trúc có lấy cái mã này không em ơi? Quyên Trúc có lấy cái này không? Không. Có mút ngực nha. Kelly Trần nãy giờ chưa có cái nào hả em? Dạ. Kelly Trần chưa có cái nào phải không? Dạ. Kelly Trần chưa có em ơi. Rồi chỗ em là hồng nha mấy chị, hồng. Có mút ngực luôn nha. Vàng cho Lê Kiều, vàng là cái nào vậy? Nãy giờ lên cái nào vàng đâu gái? Chưa có cái nào lên màu vàng hết trơn á. Đây cho Quyên Trúc lấy mẫu này không? Có lấy không? Có người lấy rồi kìa. Đây chưa dùng biết nữa. Hồng cho Thu Nguyễn Hải Dương. Hỏi lấy hay không thì trả lời lấy hay không tự nhiên đây. Rồi vàng. Vàng cổ V. Rồi chỗ em là vàng cổ V. Vàng cổ V cho em nha. Vàng cổ V. Siêu đẹp luôn, có bút ngực nha. Mã 2 hết rồi. Mã 2 hết rồi nha. Rồi vàng cổ V. Chị đã lấy vàng V rồi, chút vàng V lên giùm em. Vàng cổ V. Rồi chú em là đen. Đen đen nha mấy chị yêu ơi. Đen nha. Vàng cũng hết luôn rồi nha. Mã 1 chị mẫu chỉ có một cái 1 mấy chị ơi. Rồi chú em là mã đen. À lấy đen chút đen lên giùm em. Chứ là lấy đen chút đen lên giùm em. Hồng cho Minh Trang. Minh Trang này là có mấy Minh Trang đó nha em. Yeah. Minh Trang nào em định Minh Trang nào vậy? Lúc nãy là Minh Trang ở Long An. Còn Minh Trang này ở đâu? Ở Long An luôn. Nè. Đen cho Huỳnh nha. Rồi ghi giùm chị. 70. Đen cho Huỳnh nha. Rồi tím. Rồi tím giùm em với chị. Tím tím này giống mã hồi nãy nè. Chị nào thiếu tím nha. À lấy tím chốt tím đi giùm em. Tím 70.000. Tím 70. Chị nào lấy tím thì chú em tím 70 ha. Tím 70. Rồi cái hồng nơ này cũng 70.000 luôn. Hồng nơ 70. Hồng nơ 70.000. Bên này thấy ai bình luận trước thì em chốt cho người đó nha mấy chị ơi. Em không có bình, không có, có vàng, vàng là của ai? Em chốt vàng là của ai vậy em? Vàng là Huỳnh Nga trước tiên. Hàng này là hàng lẻ nên đừng có nói là mẫu này mẫu kia còn màu gì nha mấy chị. Hàng này hàng thiết kế nó lẻ sai, lẻ mẫu tùm lum hết nên là em không có chốt màu đâu nha. Rồi ai lấy vàng hồng nơ thì chốt em hồng nơ nha.
hồng nơ, hồng có cái nơ đằng sau siêu xinh luôn nha, hồng nơ giùm em nha. Hai này hàng lẻ mấy chị ơi, mấy chị đừng có đòi màu ha, lẻ thì nó mới rẻ được như vậy thôi, còn nếu mà hàng này là hàng nguyên màu thì nó rất là mắc luôn, phải là 170, 180, 200 ngàn một áo mới nhập được áo này. Rồi ai lấy vàng tay dài thì cho em vàng tay dài ở đằng sau nè, đó vàng tay dài ở đằng sau nha. Hồng nơ cho Linh Nguyễn, Linh Nguyễn nhắn tin cho chị nha. Linh Nguyễn ơi, hồng nơ kìa. Rồi vàng tay dài tiếp nha, vàng tay dài ở đằng sau như thế này nha mấy chứ, vàng tay dài có mút ngực luôn nha, vàng dài giùm em nha. Bán có mấy người mua đâu mà sao mình lại nhìn không được đâu, phải cùng kéo xuống ta, bán đâu có ai mua đâu. Hồng nơ hết rồi nha Thi Đào ơi, bữa nay em thấy ai vậy em? Linh Nguyễn, vàng tay dài cho chị Hải Yến Hoàng. Bán thì ế còn chết luôn. Rồi cái tím giùm em nha mấy chị, tím này đang dây phía sau siêu đẹp luôn, có mút ngực luôn nha, có mút ngực luôn. Rồi ai lấy tím chốt tím giùm em nha, tím giùm em. Trời ơi, đẹp quá luôn. Rồi tím giùm em nha mấy chứ, tím này có mút ngực đang dây phía sau, mấy chị mặc đi thể dục rất là xinh luôn ha. Rồi tím giùm em nha, tím 70, tím 70 ngàn. Trời ơi, cái vàng này xuất sắc luôn nè, cái vàng này rút dây bên hông. Rồi vàng rút giùm em nha mấy chị yêu ơi, tay phòng nha, 70 vàng rút nha mấy chị yêu ơi. Vàng này mấy chị mặc, mấy chị rút dây vào giùm em ha, vàng rút. Ai lấy vàng rút thì chốt vàng rút lên giùm em nha, vàng rút giùm em nha mấy chị ơi, 70 ngàn một áo vàng rút. Chứ lấy vàng rút thì chốt vàng rút lên giùm em nha. Rồi cái len xám này 55 ngàn, len xám này 55 ngàn, vàng rút cho Kelly Trần. Rồi len xám đang bận 55 ngàn, chị nên lấy len xám đang bận thì chốt len xám đang bận giùm em ha, 55 ngàn một áo. Cái này 60 kg vẫn vừa cho mấy chứ ơi, len xám đang bận 55 ngàn. Để mấy cái kẹp em kẹp lại, len xám đang bận 55 ngàn, chị nên lấy thì chốt em len xám đang mặc nha, len xám đang bận 55 ngàn, len xám đang bận 55 ngàn. Rồi lên áo kiểu, áo kiểu nha mấy chứ ơi, vàng rút hết rồi mấy chị ơi, vàng rút hết rồi nha. Rồi áo lịch vai màu tím này 70 ngàn, lịch vai tím 70 ngàn, có mút ngực dây kéo bên hông nha mấy chị ơi. Mấy chị nhìn hàng thiết kế bên em nè, đó mấy chị thấy hàng có dây kéo không đó, vàng rút hết rồi nha. Rồi chốt cho em là mẫu tím lịch vai này 70 ngàn, tím lịch vai 70 ngàn, tím lịch vai và xanh lịch vai 70, tím lịch vai và xanh lịch vai 70 ngàn, siêu đẹp luôn mấy chị yêu nha. Tím lịch vai và xanh lịch vai, hàng này là hàng chuẩn thiết kế thôi mấy chứ, đó nhìn giùm em nha, hàng thiết kế xịn sò luôn ha, có mút ngực luôn, dây kéo ở bên hông. Rồi chốt cho em ha, tím lịch vai và xanh lịch vai 70 ngàn một áo. Chị nào lấy thì chốt lên giùm em ha, tím lịch vai và xanh lịch vai. Hàng này là hàng chuẩn thiết kế nha mấy chứ, tím lịch vai, xanh lịch vai. Rồi cái tím dây này cũng 70 luôn. Trời ơi đẹp quá, có mút ngực luôn ha, tím dây 70. Chị lấy mã tím dây thì chú em tím dây ha, tím dây 70 ngàn. Ai lấy tím dây thì chốt tím dây lên giùm em. Cả nhà không mua thì chấm bài lên giùm em nha cả nhà ơi, không mua thì chấm bài lên giùm em với nha. Rồi chú em, và cái này là chú em là mã trắng, có mút ngực luôn nha, trắng đẹp quá. Ai lấy trắng chốt trắng lên giùm em, trắng này có mút ngực luôn, trắng giùm em cho mấy chị yêu ơi, trắng giùm em nha. Đây chú là lấy trắng thì chốt trắng lên nha, trắng. Đâu rồi cả nhà ơi, trắng nè, rồi trắng tay dài, trắng tay dài, xanh lịch vai cho Nguyễn Trang, xanh lịch vai cho Nguyễn Trang. Đây, Nguyễn Trang chưa có đơn. Trắng cho Nguyên Trúc 70 ngàn, Nguyễn Trang 70, Nguyên Trúc 70.
Rồi trắng tay dài. Trắng tay dài là xuất sắc luôn ha. Xanh lịch vai Nguyễn Trang, có rồi nha Nguyễn Trang ơi. Cái này rút dây lên giùm em nha mấy chứ. Đó, cái này mặc rút dây lên giùm em. Cái mẫu này mặc không đẹp, em không lấy tiền mấy chế luôn. Mẫu này mặc không đẹp, trắng tay dài cho Nguyên chút luôn nè. Em 70 cho Nguyên chút luôn nè. Rồi. Có ba cái áo gấm nè mấy chế ơi. Ba áo gấm nha. Áo gấm này đẹp lắm luôn. Rồi cái này là gấm nha mấy chị. Đây, gấm nổi nha mấy chế. Rồi gấm màu da. Gấm màu da, gấm màu tím và gấm màu xanh ba màu. Gấm da, gấm tím, gấm xanh ba màu nha mấy chứ. Gấm da, gấm tím, gấm xanh ba màu. Đây. Xanh lịch vai có rồi, xanh lịch vai Nguyễn Trang có rồi nha em ơi. Rồi cái này là chốt em mã gấm đi. Trắng tay dài chứ hết rồi nha, em hết rồi chị Bảo Phạm ơi. Trắng tay dài em hết rồi ạ. À. Rồi. Xanh gấm, da gấm và tím gấm. Em có hai cái tím hồi chiều lại. Gấm xanh cho Thanh Thanh Ngô 70.000. Hồi nãy giờ Minh Trang được mấy cái rồi em? Chị thấy Minh Trang một đống rồi sao nó hai cái ta? Tím cho Tâm Trần. 70 Minh Trang. Minh Trang mình được hai cái thôi. Dạ. Rồi còn một cái gấm da. Ủa, cái này mình trang mai mình còn một cái gấm da. Đơn chưa đi nha chị Nguyễn Kim ơi. Xanh gấm chưa hết rồi chị Kỳ Anh ơi. Lấy màu ghe da đi em ơi. Màu da đẹp xuất sắc luôn á. Gấm da cho Julie Trương nè. Julie Trương 70. Julie Trương 70. Ủa cái gì à? Dạ rồi. Không có nhà. Dạ. Nói đi đâu? Nói nhà mà. Rồi cái đen này hồi nãy chế nào không có nè. Dạ không có quần chị ơi, có áo thôi chị Diêu ơi, là lựa áo nha. Rồi đen giùm em ha, có mút ngực luôn mấy chị Diêu ơi. Rồi cái đen này xuất sắc luôn mấy chị ơi nha. Lần sau đó bo thun nha mấy chế. Rồi cho em mã đen 70.000. Đen 70.000 giùm em ha. Quá đẹp luôn. Đen 70. Đen 70 giùm em ha. Đen 70 giùm em. Đi hôm thứ 6 là đi rồi em ơi, không còn giữ đâu ha. Đen 70. Chị nó lấy đen 70 chút, đen 70 lên giùm em hả? Tương tác lên giùm em mấy chứ ơi. Tương tác lên giùm em với hả? Cái này quá đẹp luôn nè. Đó. Rồi chốt cho em cái này là mã 1 đi mấy chị Diêu ơi. Mã 1 giùm em ha. Đây. Phía sau có dây kéo nha. Phía sau nó có dây kéo luôn. Rồi mã 1 màu tím và mã 1 màu vàng. Mã 1 màu tím, mã 1 màu vàng. Phải không ta? Màu vàng này phải không? Mã 1 màu tím. Mã 1 màu vàng, mã 1 màu xanh. Một tím, một vàng, một xanh ha. Ủa, cái này khác nha. Mã 1 màu tím thôi. Một màu tím giùm em nha. Rồi áo thun này là chú em là áo thun màu đen. Không chị ơi, đủ đơn em đi nha. Không có gửi vô giờ, hôm nay là cuối tuần rồi nha chị. Hôm nãy em thấy chị đơn chị cũng có mấy cái mà. Mã 1 màu tím cho Lưu Thảo. Đây rồi chú em là tay dài màu đen. Tay dài màu đen này siêu đẹp luôn ha. Khoác xanh nào ta. Cái này là áo khoác cho bà Ngọc Huyền màu xanh 70.000. Ngọc Huyền màu xanh 70. Rồi ai lấy cho em là tay dài màu đen. Tay dài màu đen là đẹp lắm luôn, da đen cho Thu nè 70. Mã 1 màu vàng là mã 1 nào mà trời. Lê Huyền lấy mã này phải không Lê Huyền ơi? Mã này mặc đẹp lắm luôn ha. Đây nè, đó. Mã màu vàng này mặc xinh lắm luôn. Đây. Đó, màu vàng này mấy chị mặc bra bên trong ha. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn ha. Rồi chốt cho em là vàng đang bận nha mấy chị, 70.000. Vàng đang bận 70.000. Chị lấy vàng đang bận, chú em vàng đang bận. Bà Lê Huyền mất đi đâu rồi trời. Giờ này bà con hỏi mã 1 màu vàng là mã nào vậy trời. Màu vàng đang bận, chú em vàng đang bận nha. Rồi mã 1 màu tím còn một áo nè. Chứ là lấy một tím thì chút một tím đi giùm em. Một tím này mặc xuất sắc luôn nè. Đó. Mã 1 màu tím ha. Một màu tím. Mã 1 màu vàng không phải mã 1 đó gần nha nha Lê Huyền ơi, lấy màu tím đi em. Tay dài màu đen cho Nguyên chút.
tay dài màu đen hình như không phải màu đó em ơi, không có tay dài màu đen. Lấy màu vàng đi Nguyên Trúc ơi, lấy màu vàng đi em ơi. Rồi cái này chốt cho em là cổ yếm nè mấy chị, cổ yếm nè, mà nó rớt vai nè, nhìn giùm em cái chất vải đi mấy chị, chất vải siêu đẹp luôn ha. Rồi có dây kéo phía sau luôn nè. Rồi chốt cho em là cổ yếm, cổ yếm, cổ yếm giùm em ha, cổ yếm mình mã một màu tím cho Lê Huyền. Ok Lê Huyền nè, Lê Huyền mã một màu tím nè. Rồi cái này chốt cho em là cổ yếm nha mấy chị, rớt vai siêu đẹp luôn. Một cổ yếm màu tím nè, cổ yếm màu đen nè, cổ yếm màu trắng nè, cổ yếm màu vàng đen rớt vai nè, thanh thanh ngô nè, 70 nè, đen rớt vai nè. Ok mã một màu tím cho Lê Huyền rồi nha. Rồi mã một màu tím hết rồi Duy Tina ơi. Rồi rớt vai màu đen, rớt vai trắng và rớt vai vàng, ba màu, rớt vai đen trắng vàng. Trời ơi chất đẹp quá mấy chị ơi. Một tiếng với Lê Huyền rồi nha Lê Huyền ơi. Rớt vai đen, rớt vai trắng và rớt vai vàng, ba cặp ba màu. Trắng cho Thu, cổ yếm trắng cho Thu nè. Rồi còn màu vàng với lại màu đen, em còn màu vàng với màu đen thôi mấy chứ, 70.000 một áo. Rớt vai đủ màu cho An Nhiên nè, hai gái cho An Nhiên là 70.000. Lịch vai màu tím nè, lịch vai màu tím là đẹp lắm An Nhiên ơi, lịch vai màu tím là siêu đẹp luôn nè, 70.000. Rồi ôi cái này mặc nó lọ lem nó bán 350 một áo, lọ lem nó bán 350 một áo luôn. Rồi cái này chốt cho em là nhúng cam 70.000, nhúng cam phong dài nha mấy chứ, nhúng cam 70. À lấy nhúng cam thì chú em nhúng cam ha, nhúng cam tay dài 70.000. Vậy là lấy nhúng cam thì chú nhúng cam đi dùm em. Rồi cái áo len màu đen này 55.000. Ờ chứ nó lấy len đen thì chút len đen lên dùm em ha. Len đen 55.000 nha mấy chứ. Len đen 55.000. Thì nó lấy len đen thì chút len đen lên dùm em ha. Áo dây xích hả? Áo dây xích hình như là bán hết rồi nha. Chị để lại 4-5 cái chị bận rồi. Len đen này 55.000. Len đen đang bận 55.000 nha mấy chứ ơi. Rồi tiếp tục lên áo kiểu nè. Len đen em đang bận là 55.000 một áo. Chấm tay lên giùm em với cả nhà nha. Rồi áo nơ này 70. Siêu đẹp luôn. Minh Trang có lịch vai tím chưa? Minh Trang có rồi. Có chưa em ha? Hình như chưa đó. Minh Trang Bình Thuận chưa có lịch vai tím, có chưa em? Bỏ vô cho Minh Trang Bình Thuận nè. Rồi chốt cho em là nơ màu trắng, nơ màu bò 70.000. Nơ trắng nơ bò, trời ơi ẩn bình luận dữ vậy mấy chị. Nơ trắng nơ bò, trời ơi cái chất vải đẹp quá luôn. Nơ trắng nơ bò hai màu 70.000. Nơ trắng với nơ bò. Chấm bài lên giùm em với mấy chị Du ơi. Chấm bài lên giùm em với nha. Nơ trắng với nơ bò. Chị lấy mã nơ thì chốt nơ lên giùm em. Nơ bò cho Thanh Thanh Ngô 70.000. Nơ bò nơ trắng hai màu nha mấy chị. Lúc trước về mấy cái mẫu này đâu có đủ bán đâu mà bay nó mất tương tác quá rồi. Nên là mấy chị bình luận em không thấy bình luận luôn á. Rồi chị lấy nơ thì chốt nơ lên giùm em ha. Nơ trắng nơ bò hai màu. Nơ bò cho chị Bình Dương. Mình dư em dục phần sau hay là đâu có được 70.000. Rồi còn hai cái nơ trắng nha mấy chị Du ơi. Còn hai cái nơ trắng, chị rồi lấy nơ trắng, chốt nơ trắng lấy cho em đó nha. Trắng cho Thanh Tuyền. Rồi còn một cái nơ trắng nữa nha mấy chị. Còn cái nơ trắng nữa. Còn cái nơ trắng nữa ai hút cho em luôn nha. Cái mã này là đợt trước em về, em về siêu. Bà Thanh Tuyền bấm lộn gì kìa, từ từ. Bởi hôm nay bình luận nó ẩn dậy nên là không bán được á. Trời ơi cái này nè mấy chị. Đẹp chưa? Chốt cho em mã 1 nha mấy chị. Chốt cho em mã 1 nha. Mã này hồi xưa em, lúc trước em về phải là hả, 100 mấy cái bán hết sạch, không còn một cái nào luôn.
về bao nhiêu là em hốt sạch. Rồi mã 1 màu vàng, mã 1 màu cam, mã 1 màu xanh, mã 1 màu tím. Ai lấy mã 1 lên giùm em ha. 1 vàng, 1 xanh, 1 da và 1 tím, 70.000 một áo. Mã 1 giùm em nha mấy chị. Chất vải thì em nói thôi rồi, siêu đẹp luôn ha. Siêu đẹp luôn, cái này bo thun ha. Rồi chỉ là lấy mã 1, chốt mã 1 lên giùm em ha. 1 màu vàng, 1 màu xanh, 1 màu tím và 1 màu da, 4 màu, 70.000 một áo. Có bút ngực luôn nha mấy chị. Comment không được hả mấy chị? Một tím với thanh thanh ngô 70.000 rồi. Một màu xanh, một xanh, một da và một vàng, 3 màu. Một xanh, một da, một vàng hả mấy chị ơi? Một xanh, một da, một vàng. Đây, một màu da đây. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Một xanh, một da, một vàng ha. Ai lấy chốt lên giùm em nha. Để mặc cái mã 1 cho mấy chị xem. Xanh cho nguyên chút nè. Nguyên chút màu xanh nè. Rồi còn màu xanh, màu da, màu vàng, 3 màu ha. Màu xanh, da, vàng, 3 màu. Xanh cho Nguyễn Trang luôn nè. Rồi còn màu da cũng màu vàng. Màu da cho Uyên Lê nè. Chị Uyên Lê nhắn tin cho em cho chị yêu ơi. Chị Uyên Lê nhắn tin cho em chưa chị? Uyên Lê nhắn tin cho em chưa chị ơi? Rồi em còn một màu vàng. Chị Uyên Lê chưa nhắn tin đâu nha. Để chị Uyên Lê ra đi em chưa chốt. Chị Uyên Lê một vàng cho Nguyên Trúc nè. Nguyên Trúc một vàng nữa nè. Một màu vàng hết rồi Nguyễn Hồng Nam ơi. Còn một màu da thôi nha tình yêu ơi. Còn một màu da thôi. Còn mã một màu da thôi nha. Nhiều chị nó nhắn tin mà có nhắn tin đâu mà kêu chốt hàng. Còn mã một màu này là màu cam á. Màu cam đào đẹp lắm luôn. Còn giống như màu da vậy đó. Dạ chị chọn thêm đi chị yêu ơi. Chọn thêm đi chị. Một màu da cho Nguyễn Trang luôn nè. Màu da cho Nguyễn Trang luôn. Rồi cái này chốt cho em là mã 2. Ok Nguyễn Trang có da cho Nguyễn Trang rồi. Mã 2 này gà nút đằng sau cho em ha. Nam em hết luôn chị Hạo Nam nha. Hậu Nam chọn mẫu khác giùm em quá. Rồi mã 2 đây. Mà cục nơ phía sau giùm em nha mấy chứ. Mã 2 này về không bao nhiêu mà đủ hết trơn. Đây mã 2 đây nha. Tay dài. Có mút ngực luôn mấy chị yêu ha. Tay dài. Tay dài nha mấy chị. Chốt cho em là mã tay dài ha. 70.000. Tay dài màu tím. Tay dài màu tím. Tay dài màu đen. Màu da. Rồi tay dài màu tím, tay dài màu đen, tay dài màu da. Cái chất vải này là hàng xuất, hàng siêu xịn luôn ha. Tay dài giùm em ha. Tay dài màu tím, tay dài màu da và tay dài màu đen. Em có 3 màu ha. 70.000 một áo. Ai lấy thì chốt lên giùm em ha. Đây. Siêu đẹp luôn nha mấy chị. Có mút ngực luôn nha. Đó, mút ngực nha mấy chị. Da cho Thanh Thanh Ngô. Rồi còn màu tím, màu đen, 2 màu ha. Em còn màu tím, màu đen. Màu da nữa, tay dài da cho Châm Lư. Ok chị Châm Lư nè. Chị Châm Lư là chị Kim Dung quận 12 á. Tay dài màu da em hết rồi chị yêu ơi. Dạ. Em còn màu tím với màu đen thôi chứ yêu ơi. Em còn màu tím với màu đen thôi chứ. Màu tím này mấy chị mặc có chân váy màu đen hay màu trắng nha. Em nói mấy chị là xuất sắc luôn ha. Còn màu tím với màu đen nha chị Hải Yến Hoàng. Đếm cho Julie Chương rồi. Rồi còn một cái màu đen ha. Còn một cái màu đen. Chị nào lấy đen chút đen đi giùm em. Dài đen cho chị Lâm Hiếu. Trời ơi chị Lâm Hiếu ơi. Mấy ngày rồi em mới lấy đơn của chị Lâm Hiếu á. Chị Lâm Hiếu ơi. Mấy ngày rồi em mới lấy đơn của chị yêu. Mừng hết lớn luôn. Mừng hết lớn luôn á. Dài da hết rồi chị Kỳ Anh nha. Dài màu da chết hết rồi.
Rồi cái mẫu này thì em nói mấy chị nha, không bao giờ mà hết hot luôn nha mấy chị. Có kèm nịt cho mấy chị yêu luôn đó. Rồi chỗ kem mã cúp ngực nè, có kèm nịt cho mấy chị yêu, có bút ngực siêu dày luôn ha, hai cái lúc móc lúc ngực nè mấy chị. Đó chỗ kem mã cúp đi mấy chị yêu ơi, mã cúp nha. Cúp em có màu tím, màu da, màu xanh, màu đen, bốn màu. Cúp màu tím, màu da, màu xanh, màu đen, bốn màu nha. Đằng sau này chế ơi, đằng sau đây, đằng sau nó bo thun nha chế, đằng sau bo thun nha. 60kg mặt vẫn vừa. Rồi chốt cho em mã cúp nha mấy chị yêu ơi, cúp màu tím, có nịt kèm cho mấy chị luôn nè. Đó, mặt cưng lắm luôn. Cúp màu tím nè, cúp màu đen, cúp màu da và cúp màu xanh. Em có mã cúp, em có bốn màu ha. Chị lấy mã cúp thì chốt cúp lên giùm em ha. Cúp tím, cúp da, cúp xanh, cúp đen, bốn màu, 70.000 một áo nha mấy chị. Ai lấy mã cúp thì chốt cúp lên giùm em ha. Chỗ này lấy mã cúp thì chốt cúp lên giùm em. Đây nè, mặc lên phong nè mấy chị. Đó, xong rồi mấy chị cài cái nịt vô ha, siêu đẹp luôn. Cúp tím, cúp da, cúp xanh, cúp đen. Ai lấy mã cúp thì chốt cúp lên giùm em nha. Mọi người chấm bài lên giùm em với mọi người ơi. Chấm bài lên giùm em với mấy chị. Rồi, mã này chốt cho em là mã 3. Mã 3 tay phòng nha mấy chị. Mã 3, mã 3 màu trắng, mã 3 màu, ê, màu tím còn nè, tay dài màu tím còn nè. Tay dài còn cái màu tím nè mấy chị ơi. Tay dài em còn cái màu tím nha. Ai lấy tay dài nha. Còn màu tím là chịu, vì anh ơi lấy dùm chế được không? Chế còn tay dài màu tím thôi em ơi, màu da chế hết rồi. Rồi tay dài tím nè. Cái da nó là mẫu gì vậy? Mẫu da đây nè. Rồi ai lấy tay dài tím chốt tay dài lên tím lên giùm em nha. Tay dài màu tím nó mút ngọt luôn nè. Rồi mã 3. Mã 3 em có màu trắng. Mã 3 màu trắng và mã 3 màu hồng. Có không? Màu hồng này khác cho nó đây. Mã 3 màu trắng nha mấy chị ơi. 3 màu trắng. Rồi, 4 màu hồng. 3 trắng, 4 hồng. Hồng nó có rút dây bên eo nè mấy chị, siêu đẹp luôn ha. 3 trắng, 4 hồng. Chị lấy mã 3 thì chú em mã 3, mã 4 thì chú em mã 4 ha. 3 trắng, 4 hồng. 70.000 một áo nha mấy chị. 70.000 một áo, áo này áo xuân siêu đẹp luôn ha. 3 trắng và 4 hồng. Chốt màu giùm em nha. Tương tác lên giùm em nha mấy chị. Tay dài còn màu trắng phải không ta? Còn có tay dài màu trắng nữa nè. Tay dài màu trắng nha. Chị ra nữa lấy màu trắng không em? Tay dài trắng với tay dài màu tím hai màu. Cái này mặc cục nơ đằng sau cho em nha mấy chị. Đây, cái này mấy chị mặc cục nơ đằng sau cho em ha. Nút gài đằng sau nè, đó. Nó có nút gài đằng sau ha. Tay dài màu trắng và tay dài màu tím. Tay dài trắng, tay dài tím. Rồi tay dài màu đen, hồi nãy mã này chị nào thiếu nè. Rút tay màu đen nè. Rồi màu trắng đi. Ủa chị Duy Anh đang mấy cái màu tím đâu mà. Bốn màu hồng cho Duy Tina nè. Duy Tina nè. Cầm áo trắng em xem cái chị. Áo trắng đẹp lắm luôn chút ơi. Áo trắng này đẹp lắm em ơi, lên form xuất sắc luôn nè. Đó. Mặt nó bo vào cái tay nè, đó. Cái tay đẹp lắm luôn ha. Ê cái trắng này đẹp lắm. Ok Duy Tina nha. Mã 3 màu trắng với chị Nguyễn Kim lấy rồi nè. Chị Nguyễn Kim hồi chiều có đơn nè. Màu trắng dài cho Duy Tina nè. Duy Tina màu trắng dài nè. Rồi chú em là rút đen nè. Rút màu đen nha mấy chị, rút hai cái tay nè. Rút hai cái tay đằng sau có dây kéo ha. Mã này hồi nãy chế nào cũng xinh nè, chế nào cũng kêu để mẫu này cho mấy chế nè. Rút màu đen. Chị này lấy rút đen, chút rút đen lên giùm em ha. 70.000 một áo, rút đen. Rồi. Màu da giùm em ha mấy chị, màu da. Trời ơi đẹp quá. Da. Ai lấy da chút da lên giùm em ha. Da. Đó. Da nha. Ai lấy da chút da lên giùm em. Rút đen và màu da. Cái tay nè mấy chị yêu ơi. Form này đẹp lắm luôn ha. Rồi nha. Ai lấy da chút da lên. Chấm bài lên giùm em mấy chị. Chấm bài lên giùm em chứ. Chị nào thấy em không? Ai thấy em chấm lên em một chấm với nào.
nghe cho Tâm Trần. Ali nghe cho Tâm Trần rồi. Rồi cái sơ mi màu trắng này là siêu đẹp luôn nè. Rồi sơ mi trắng. Sơ mi trắng giùm em nha. Cái tay áo này mới chứ. Lấy trắng lấy cho em rồi. Trắng ngắn là trắng nào em ơi? Giờ trắng ngắn là trắng nào không nhớ đâu ha. Rồi cái này mặc cột có nơ ra trước cổ cho em nè. Cho em là sơ mi nữ hoàng nha mấy chị. Sơ mi nữ hoàng nè. Hoặc là sơ mi trắng giùm em ha. Sơ mi nữ hoàng hoặc sơ mi trắng gì đó. Đại loại là sơ mi giùm em nha. Nhìn giùm em mới chất là mấy chứ. Siêu đẹp luôn ha. Hàng Forever 21 nè. Rồi cho em là sơ mi trắng. Đẹp quá. Cái sơ mi trắng này cầm thích gì đâu luôn. Sơ mi trắng nha. Rồi còn một cái màu da nữa nè. Có trắng tới giờ cho em rồi nha. Sao nói mấy chị không nghe hả ta? Nói mấy chứ không nghe hay sao á? Rồi cho em là da nha mấy chị yêu ơi. Da. Chết rồi lấy da thì chốt da lên giùm em. Da còn một cái. Sơ mi trắng hết rồi. Hình như còn một cái nữa lát nữa chị yêu mi chưa nè. Ở đây hôm nay chị thấy còn một cái sơ mi trắng nữa. Đấy là đúng rồi nó. Sơ mi trắng cho Yuli Trương. Sơ mi trắng hết rồi. Rồi cổ yếm màu trắng. Cổ yếm trắng giùm em mấy chứ. Cổ yếm trắng rút dây hai bên nè. Siêu đẹp luôn. Rồi cổ yếm trắng giùm em nha. Yếm trắng. Chính là yếm trắng chúng em yếm trắng nha. Yếm trắng. Chị mới cầm nó. À, lấy yếm trắng chút, yếm trắng lấy giùm em ha. Rồi tím tay dài không phải. Rồi tím tay dài giùm em cho mấy chị yêu ơi. Tím dài giùm em. Cái này mặc lên form siêu đẹp luôn á. Tím dài cột nơ trước ha. Chị lấy mã tím dài thì chút tím dài lấy giùm em ha. Tím dài form siêu đẹp luôn. Tím dài. Chấm bài lên giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi tím rút nè. Chưa gửi giá thị Thoa ơi, da cho Quyên Trúc nè. Chưa gửi giá thị Thoa ơi, chọn thêm em ơi. Tím dài có người lấy rồi. Rồi chú em là tím rút nè mấy chị. Tím rút nha. Đẹp quá. Tím rút, đen tay dài rút dây nè em. Đen tay dài rút dây cho Quyên Trúc luôn nè. Rồi, tím rút dây giùm em. Tím rút dây cho em nha mấy chị yêu ơi. Mặt rút cái dây ở tay rất là xinh luôn ha. Lên form mình rút cái dây giùm em ha. Rồi, tím rút nè. Chế là lấy tím rút thì chút, tím rút lên giùm em ha. Tím rút. Chị. Rồi tím lịch vai 70.000. Tím rút có tím lịch vai nha mấy chứ. Có mốt ngực luôn nha. Đây mỗi này có mốt ngực luôn. Ai lấy tím lịch vai thì cho em tím lịch vai nha. Có dây kéo bên hông. Tím lịch vai. Ai lấy tím lịch thì cho em tím lịch nha. Rồi lên áo khung nha. Rồi cho em khung hồng này 65.000. Cái này lấy mã khung hồng thì cho em khung hồng nha mấy chị. Khung hồng này tay dài có mút ngực luôn ha. Khung hồng này tay dài có mút ngực luôn. Cột dây phía sau cho em đó. Cho em mã khung hồng nha mấy chị yêu ơi. Khung hồng nè. Mặc xinh lắm luôn. 57-58 cái đó lại bằng vừa hết em ơi. Áo này 57-58 cái đó lại bằng vừa hết ha. Chị đã lấy mã khung hồng này, chốt khung hồng bây giùm em 65.000. Khung hồng này 65.000. Khung hồng 65.000. Chấm hành lên giùm em với cả nhà. Nơ trắng và nơ màu gì này, màu xanh. Nơ trắng và nơ xanh giùm em 70.000. Nơ trắng nơ xanh nha mấy chứ ơi.
nơ trắng và nơ xanh. Có bút ngực luôn nha. Mã nơ này có bút ngực luôn. Nơ trắng với nơ xanh giùm em. Cái này lấy nơ thì chút nơ giùm em ha. Nơ xanh đây. Nơ trắng đây, nơ xanh cho Hà Mai Lý. Nơ xanh với nơ trắng nha mấy chơi. Rồi cái này chốt cho em mã là mã mã lụa đi mấy chị, mã lụa ha. Đẹp quá. Lụa 70.000. Lụa là 70 ha. Lụa màu hồng và lụa màu cam hai màu 70.000 một áo. Hương Quỳnh Phạm không muốn gì cho mình luôn mấy ơi. Hồng Hà nữa nó bỏ mình luôn rồi ta. Rồi chốt cho em mã lụa ha mấy chị. Lụa lụa hồng và lụa da hai màu ha mấy chị. Lụa hồng và lụa da hai màu. Cái form đẹp lắm luôn nha mấy chơi. Lụa hồng với lụa da hai màu, da kéo phía sau ha. Ai lấy mã lụa thì chốt lụa lên giùm em. Lụa hồng và lụa da tím rút cho Nguyễn Hằng. Còn một cái tím rút này. Nguyễn Hằng tím rút này. Lụa hồng và lụa da nha mấy chơi. Cái cổ viền đẹp lắm luôn ha. Cái cổ viền siêu đẹp luôn. Chị nên lấy lụa thì chốt lụa lên giùm em nha. Lụa hồng với lụa da. Rồi áo thun trắng này 65.000. Chị này lấy thun trắng thì chốt thun trắng nó giùm em ha. Này không có gu của em luôn. Gu em là gu gì á Kelly Trần ơi. Nói cho chế biết quá. Nói chế biết với em. Không biết gu em là gu gì luôn á. Rồi chốt cho em nha. Trắng 65.000. Chị này lấy trắng 65 cho em. Trắng 65 cái này mới chế mặt rút giùm em ha. Mặt rút là cục dây phía sau. Ai lấy trắng 65 chốt trắng 65 giùm em. Trắng 65.000. Trắng 65 nha. Trắng 65. Bơ 65.000. Đúng rồi, đẹp ha. Mặt siêu đẹp luôn. Bơ 65. Chị là lấy bơ 65 chú em, bơ 65 ha. Trắng 65 và bơ 65.000. Trắng 65, bơ 65. Đây là cái tím rút luôn em nè. Hồng lụa cho Phong Nguyễn. Bộ tay kéo không có em ơi, Phong Nguyễn ghi đi. Phong Nguyễn em nhìn cái phong em nhìn kìa. Em nhìn cái bình luận, nhìn cái bình luận nha. Yeah. Phong Nguyễn nhắn tin giùm em nha chế yêu ơi. Phong Nguyễn nhắn tin giùm em nha. Hồng lụa. Bơ vô. Hồng lụa đó em. Cái này nè. 70.000. Bơ này 65.000 cho vui nha chưa. Bơ 65 cho vui chưa. 65.000 vui chưa. Đây này là cái gì đây? Đen tay dài 70. Đen tay dài 70. Bơ 65 chứ hết rồi tâm trần ơi. Cái này cái bơ gì nè. Còn một cái bơ 65 cho tâm trần nữa nè em nè. Bơ 65 là cho tâm trần luôn nè. Rồi đen tay dài 70.000, hồi này chế là thiếu mã đen đâu, chế là thiếu đen. Mà ai thiếu đen đâu. Đen tay dài 70.000. Ai lấy đen tay dài cho em, đen tay dài 70 ha. Đen tay dài 70.000. Đen dài 70. Cho em đi nước lên rồi. Đen dài 70. Rồi áo tím này 65.000. Hết pin rồi, hết pin rồi. Hết pin lẹ. Mẹ rồi, nhanh lên. Rồi sạch rút ra đây. Nhanh lên, còn 2% pin nó sạch nguồn. Cắm thôi, cắm thôi. Vâng, chút. Cắm đây. Đi về tay cho Nguyễn Kim. Chen về tay rồi 70 cho Nguyễn Kim. Đẹp quá, bận việc vào trễ rồi nè. Nhiều áo lắm gái ơi. Nhiều áo đẹp lắm. Rồi tím này 70. À lấy tím 70, chốt tím 70 lên giùm em ha. Tím 70. Tím 70 nha mấy chị yêu ơi. Cảm ơn Lý Toàn nha. Tím 70.000. À lấy tím 70, chốt tím 70 lên giùm em ha. Tím 70.000.
9,70. Rồi cái trắng giống cái bơ nè. Rồi trắng này là 70. Trắng này 70.000. Cái bơ này cái trắng. À, cái bơ này cái tím hết rồi kia đi Trần ơi. Rồi ai lấy trắng 70 chứ em trắng 70 nha mấy chứ. Trắng tay phòng 70.000. Trắng tay phòng 70. Trắng phòng 70. Rồi đỏ phòng này 65.000. Đỏ phòng này 65.000. Ai lấy đỏ phòng chốt đỏ phòng đi giùm em ha. Đỏ phòng 65.000. Đỏ phòng thấy mấy chứ. Đỏ phòng 65.000. Đẹp lắm luôn. Đỏ phòng 65. Trắng 70 đỏ 65. Cảm ơn lấy giùm em cả nhà ơi. Nơ tím này 70.000. Đẹp quá. Nơ tím này 70 ha. Nơ tím 70 có mút ngực luôn nha mấy chị ơi. Nơ tím 70.000 có mút ngực luôn nha. Đỗ Thúy Phương không mua gì hả gái ơi. Lan Chi nữa nè, bỏ em luôn rồi. Nơ tím 70. À lấy nơ tím chút nơ tím mới giùm em ha. Nơ tím 70.000. Tím tay dài 70, trắng bạc cho Đào Thị Lòng Hạnh 70. Hôm qua có đơn. Rồi, tím tay dài này 70.000. Mặc cục nơ phía sau cho em nha mấy chị. Tím tay dài 70.000 có mút ngực luôn ha. Tím dài 70. À lấy tím dài chút tím dài giùm em 70. Tím dài 70. Rồi đen lụa này 70 luôn. Đen lụa này 70.000 mặc lên phòng như nữ hoàng luôn nha mấy chứ. Đen lụa này 70.000. À lấy đen lụa chút đen lụa lên giùm em ha. Đen lụa 70.000. Quỳnh Trần không mua gì hả em yêu? Quỳnh Trần không mua gì cho chế hả? Đen lụa 70. À lấy đen lụa chút em đen lụa ha. Mỗi này mặc rồi nó thích kinh khủng luôn. Em cũng để mấy cái này bận luôn đủ màu luôn. Đen lụa 70.000. Chị nói đen lụa chút đen lụa lên giùm em ha. Rồi cái hồng này còn cái xe luôn 60.000. Hồng 60 giùm em mấy chị. Hồng lịch vai 60.000. À lấy hồng lịch vai chứ em hồng lịch vai ha. Hồng lịch vai 60.000. Hồng lịch vai 60.000. Rồi áo len này 55.000. Chị nào lấy len 55 chứ em len đen 55 ha. Len đen 55.000 tay phối hoa cho mấy chứ. Tay da phối hoa nè, đó, phối lưới hoa rất là xinh luôn. Len đen 55.000. Chị lấy len đen này chốt len đen đi giùm em ha. Len đen 55.000. Giờ lên hàng 55 hay mấy chị muốn lên hàng thiết kế nữa nè mấy chị ơi. Giờ muốn lên hàng len 55.000 không mấy chị? Áo len 55.000 có nhiều mẫu lắm luôn nè. Mấy chị hóng em hàng gì em lên nè. Hai cái nơ trắng này xem mấy chị luôn xấu len đen. Len đen cho Thu Nguyễn Hải Dương. Rồi hai cái nơ trắng này xem mấy chế 60 luôn nè. Màu trắng để lại sợ nó dơ nè. Nơ trắng này 60.000. Chị lấy nơ trắng chút nơ trắng lên giùm em ha. Nơ trắng 60.000. Cái mẫu này mặc xinh lắm luôn. Len đen cho chị Lý Toàn. Chị Lý Toàn len đen 55.000. Rồi ai lấy nơ trắng lên giùm em ha. Lên len đi ok lên đi len nè. Lên đó len nè. Lên đó len rẻ cho mấy chị chọn ha. Hồi nãy ba đã hỏi cái áo dây xích nè. Hồng 60, nơ 60 cho chị Bình Dương một cái. Chị Bình Dương nơ 60, hồng 60 này cho chị Bích Tù Bùi. Nguyễn Thi chưa đi nha Nguyễn Thi ơi. Chưa đi đâu nha em yêu ơi. Chưa đi đâu nha. Thank you.
chứ lộ. Len trắng em đang bận. Hồng 60 chị biết tụi mùi có rồi nha chế yêu ơi. Rồi áo len em đang bận 55.000. Trời ơi. Đẹp mà đẹp, đẹp giả mang luôn mấy chị yêu ơi. Đẹp mà đẹp giả mang, không phải đẹp bình thường nữa. Rồi trắng đang bận 55.000. Chị nào lấy trắng đang bận chút, trắng đang bận đây giùm em ha. Trắng mặc 55.000 một áo. Trắng mặc là 55.000 nha mấy chị ơi. Trắng mặc 55.000. Trắng đang bận 55.000 nha mấy chị. Thực sự không có đâu, một đáng áo này 55.000. Hàng len vẫn cho hàng cục luôn nha mấy chị. Trắng đang bận 55.000. Rồi len khối hoa 55.000 luôn. Len trắng mặc cho Thu Nguyễn Hải Dương nè. Thu Nguyễn Hải Dương 55.000. Rồi chốt màu giùm em mấy chị yêu ơi. Đen khối hoa 55.000. Bán lẻ còn chút đơn nữa, rồi còn để ngày mai bán mấy chứ. Bán không có hết nổi được. Rồi len phối hoa. Rồi cái tay nè mấy chứ. Nhìn giùm em cái tay nè mấy chị ơi. Trắng đang bận cho Nguyễn Trang nữa nè em 55.000. Trắng đang bận và len đen phối hoa 55.000 đồng giá luôn nha mấy chứ yêu ơi. Đen phối hoa 55.000 luôn, có mấy cái thôi nè. Đen phối hoa 55.000 có mấy cái thôi. Trắng đang bận em có màu da nữa nha. Đen hoa cho chị Bảo Phạm nè. Chị Bảo Phạm đang đen hoa. Đang bận có màu da nữa nha mấy chú ơi. 55.000. Đang bận màu trắng với màu da. Trời ơi, cưng xỉu luôn mấy chị ơi. Chất len này mặc sướng lắm luôn nha mấy chú. 55.000 một áo. Rồi, trắng đang bận và da đang bận. À lấy đen đen phối hoa thì chú em đen hoa giùm em ha. Đen hoa 55.000 luôn. Tay hoa rất là xinh luôn nè mấy chú. Đó. Mặt gà nhúng là giùm em, nhìn hàng nút nè mấy chú. Siêu xịn luôn á. Rồi đen hoa. Đen hoa giùm em nhé. Đen hoa. Chất len cực kỳ mịn và đẹp ha. Đen hoa giùm em nha. Chấm bài đi giùm em cả nhà ơi. Chấm bài đi giùm em với. Chấm bài đi giùm em với ạ. Cả nhà còn thấy em không? À, cảm ơn chị Bảo Phạm nha. Đen hoa giùm em ha. Đen hoa cho Thu Nguyễn ok em yêu nè. Rồi còn một cái đen hoa nữa thôi nha mấy chị. Còn một cái đen hoa nữa thôi ha. 55.000. 55.000 một áo. Còn một cái đen hoa nữa. Áo trắng đang bận và áo da đang bận 55.000. Trắng đang bận và da đang bận 55.000. Trắng đang bận và da đang bận 55.000. Đen hoa cho Lưu Thảo rồi, hết đen hoa nha mấy chị ơi. Hết đen hoa nha. Lên áo kiểu lẻ hết luôn rồi. Lên áo kiểu lẻ. Qua đó thôi nè. Hết cái nào lẻ đi. Bảo Phạm lấy len hoa có tốt cho chị rồi. Rồi áo kiểu lẻ 70.000 nè. Áo kiểu 70.000. Thì lấy chốt em là mã 1 màu đen. 1 đen 70. Một đen 70.000 nha mấy chị yêu ơi. Một đen 70.000. Mạng bị cái gì vậy sao á mà em có bình lọc bình luận mà mấy chị không thấy luôn ha. Rồi chị nào lấy một đen 70 thì cho em một đen 70 nha mấy chị. Áo này là áo hàng thiết kế nha. Một đen 70. Chốt cho em mã một màu đen 70.000. Một màu đen nè. Một màu tím nữa nè, 70.000 một áo. Trời ơi đẹp quá. Một đen với một tím giùm em cho mấy chị yêu ơi. Một đen một tím. Một đen với một tím ha. Một đen một tím. Rồi cái này chốt cho em là rút tím nè hồi chiều. À, hồi chiều quá chừng chị xíu luôn nè. Rồi rút sơ mi rút tím nè mấy chị. Sơ mi rút tím nha mấy chị. Mặc mấy chị rút dây hai bên giùm em. Mặc bao đẹp luôn ha. Sơ mi rút tím nè. Thu Nguyễn hôm qua mới có một cái nha, không chọn thêm lát xả đơn nha Thu Nguyễn ơi. Nãy giờ Thu Nguyễn này Hải Dương ơi, Thu Nguyễn nào, Thu Nguyễn này chưa mua cái nào không em? Hôm qua Thu Nguyễn này chọn cái nào chưa? Thu Nguyễn này chưa có cái nào chị. Thu Nguyễn này hôm qua mới có một cái nè. Rồi sơ mi rút màu tím 70.000, ai lấy sơ mi rút tím là chốt sơ mi rút tím đó giùm em ha. Sơ mi rút màu tím 70.000 một áo. Thu Nguyễn hôm qua chọn thêm 2 ngày rồi không mua được cái gì hả em? Sơ mi rút tím nè. Rồi cái này chốt cho em là mã 2 màu da có mút ngực luôn 70.000. 2 da 70.000.
Sơ mi tím cho Ngọc Huyền. Em thấy ai? Chị thấy Ngọc Huyền trước. Lê Kim Ngân trước hả? À vậy Lê Kim Ngân. Sơ mi tím Lê Kim Ngân trước rồi em ơi. Rồi mã hai màu da, phục nơ phía sau giùm em. 70 ngàn một áo, có mút ngực luôn nha mấy chứ. Đó, mút ngực siêu dày luôn ha. Ai lấy chỗ em là sơ mi tím hết rồi Lý Toàn ơi. Sơ mi tím hết rồi tình yêu ơi. Rồi mã hai màu da. Ai lấy hai da, chỗ em hai da ha. Hai màu da, 70 ngàn một áo. Trời cái này đẹp quá nè. Rồi mã ba màu hồng. Ba hồng thôi cái tình yêu ơi. Ba hồng giùm em ha, phía sau bo thun nè. Rồi mã ba màu hồng. Lên hết trống lẻ nè em nghĩ nha mấy chị. Lên hết trống lẻ này rồi chốt đơn không bán nữa. Để mai bán nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt giùm em ha. Ba màu hồng, hai màu da, ba màu hồng, 70 ngàn một áo. Hai da ba hồng. Rồi mã hai có màu đen nữa nè mấy chị yêu ơi. Mã hai có màu đen nữa ha. Ba hồng cho Nguyễn Hồng Nam. Rồi hai màu đen, ba hồng hết rồi Thanh Tuyền ơi. Hai màu đen hả mấy chị, hai đen mặc cưng lắm luôn nha. Hai đen, ai lấy hai đen, hai da chốt hai da, hai đen chốt hai đen giùm em nha. Hai da hai đen. Rồi cái sơ mi tím này là tím nổi nha mấy chị, sơ mi tím nổi nè. Rồi chốt em là sơ mi tím nè, cái hoa hoa cái vải nó nổi lên luôn nha mấy chị. Đó chốt em là tím nổi nha, đẹp quá đẹp luôn, phong dài. Ai lấy tím nổi thì chốt tím nổi lên giùm em. Tím nổi ha mấy chị, tím nổi 70 ngàn một áo. Tím nổi mua nó không mấy chị, lên hoàng không ai mua hết vậy. Tím nổi nè. Rồi bốn màu da, bốn màu da. Ai lấy bốn da chốt bốn da lên giùm em. Bốn da ha mấy chị, bốn da cái nơ đằng trước và đằng sau nè, cái nơ đây. Rồi bốn màu da, ba hồng hết rồi Mai Lê ơi. Ba hồng hết rồi tình yêu ơi. Rồi chốt em là đã bốn màu da, tím cho Ngọc Huyền. Bốn màu da, cái này được trước về bao nhiêu cái không đủ bán. Đợt này Facebook nó dài chán ghê luôn. Bốn da. Bốn da Lưu Thảo. Đen cho Mi Ngô nè. Đen cho Mi Ngô. Rồi chốt cho em là trắng giùm em nha mấy chế ơi. Trắng giùm em đi. Trắng trắng. Giờ lấy chú em là trắng giùm em nha. Trắng giùm em nha mấy chị yêu ơi. Ok chị. Ai lấy trắng chút trắng nó giùm em nha. Trắng trắng. Mã 4 là mã nào vậy? Bốn là cái nào vậy? Bốn da này, bốn da, cái mẫu da. Màu da. Rồi cái này chốt cho là yếm xanh. Yếm xanh. Yếm xanh này siêu đẹp luôn. Có một cái. Yếm xanh giùm em ha. Bốn da em hết rồi chị Vinh ơi. Có mút ngực luôn nha mấy chị. Yếm xanh. Áo em bận 55 ngàn, chị Vinh lấy giùm em không chị Vinh? Yếm màu xanh này siêu đẹp luôn, cái này em để về là hai cái em bận rồi. Yếm màu xanh nha mấy chị, có mút ngực luôn. Yếm xanh. Yếm xanh cho Lê Kim Ngân. Rồi cái mã này chốt mã 2 hồi nãy nè. Rồi chốt cho em là tay dạ. Xanh kìa em. Xanh kìa cho chị cho Lê Kim Ngân. Rồi chốt cho em là đen dài. Đen dài. Trắng chốt cho em chưa chị? Rồi Thanh Tuyền cái trắng luôn nè em. Thanh Tuyền cái trắng luôn nè. Rồi đen dài giùm em nói chị phía sau hoa thun nè. Đen dài. Đen dài, đen dài. 70 ngàn một áo ha. Tím nổi hết rồi nha Lê Kiều ơi. Tím nổi hết rồi em ơi. Rồi chị lấy đen dài thì chút đen dài lên giùm em ha. Rồi mã 1 màu đen. Chị lấy 1 đen thì chú em 1 đen ha. 1 đen giùm em ha. Mã 1 màu đen 70 ngàn một áo. Mã 1 màu đen nha mấy chú ơi. 70 ha. Đen dài cho Kiều Anh Diễm ở đâu Kiều Anh Diễm ơi. Áo này 70 nha mấy chị, không phải 55 ngàn đâu ha. Áo này là 70 ngàn, áo này 70 ngàn nha. Áo em bận với 55 ngàn nha. Đúng rồi, lát nữa chốt đơn luôn nha em ơi. Lát nữa chốt đơn luôn ha. Một màu đen. Thanh Tuyền có địa chỉ chưa? Thanh Tuyền có địa chỉ đó chị. Có chưa? Có. Rồi, còn một cái yếm màu tím nữa nè mấy chị.
áo trắng chỉ nổi có một không có em ơi, có một cái một rồi, yếm tím giùm em ha, yếm tím giùm em. Đây yếm tím có mức ngực 70, chị lấy yếm tím chút, yếm tím giùm em ha, 70.000 một áo, siêu đẹp luôn. Yếm tím 70, áo đang bận 55.000. Trời ơi cái này thì á hả, hết sảy con bà bảy luôn nè. Rồi hồng có mức ngực luôn ha, hồng tay dài, áo mặc 55.000 còn cho Thủy Tuyên Nguyễn ơi. Áo em bận 55.000, có màu em bận màu sọc và màu da 55.000 một áo. Áo đang bận màu trắng, màu da với màu sọc ba màu 55.000. Áo này mặc thì đúng là mùa đông không sợ lạnh luôn mấy chị ơi. Form nè, chất rất là đẹp luôn ha. Áo đang bận màu da, màu trắng với màu sọc ba màu 55.000. Chốt giùm em sọc nha, da nè, trắng đang bận 55.000. Rồi chị lấy hồng thì chốt em hồng nha, hồng này có mút ngực phục nơi phía sau giùm em mấy chị ơi. Cái áo của nó bằng hơn cái đậm người ta luôn. Rồi hồng đây nè, mặc cột đằng sau giùm em ha, có mút ngực vậy nè, mặc phong thì lung xinh lắm. Hồng dài giùm em ha, chị lấy mã hồng dài này chốt em hồng dài 70.000 một áo, hồng dài cho em nha mấy chị. Một cái áo của nó nè mấy chị, nó to hơn một cái đầm luôn ha, hồng dài, chốt em hồng dài nha. Rồi cái đen này chốt em mã 2 màu đen, hồng tay dài cho Thi Đào. Rồi mã 2 màu đen, à lấy 2 đen chốt em 2 đen ha, 2 đen giùm em, mã 2 màu đen 70.000 một áo, 2 đen, hồng tay dài Thi Đào rồi, 2 màu đen. Rồi cái này chốt cho em là hồng ngắn, hồng ngắn thôi mấy chị, hồng ngắn giùm em ha, mặc cột dây phía sau giùm em ha, hoặc là cột xoay gần đầu cột, hồng ngắn có mức ngực luôn, hồng ngắn nha, hồng ngắn, hồng tay dài hết rồi. Mấy chị có muốn mua áo lưới không, lên ít áo lưới ha, áo lưới cũng 55.000. Chị Vinh ơi còn đó không chị Vinh? Chị Vinh vô mua có một mẫu, chị Vinh đi đâu rồi chị Vinh ơi? Chấm bài lên giùm em với mọi người. Chấm bài lên giùm em với. Bình Dương 55.000. Rồi phát dạ đang bận 75.000, chị lấy phát dạ đang bận chốt phát dạ đang bận lên giùm em ha. Hôm qua có khách lấy rồi đó mà bà xả ra. Rồi chốt cho em là dạ đang bận 75.000 nha mấy chứ ơi.
Dạ đang bận 75.000, chị nào lấy cho em. Dạ đang bận nha mấy chứ. Siêu đẹp luôn ha. 75.000 sale luôn, để chụp nhà luôn á. Mua cho đã rồi hôm qua mở hàng luôn á. Rồi chú em là áo dạ đang bận 75.000 nha mấy chứ ơi. Dạ đang bận 75.000, siêu dày siêu đẹp luôn ha. 75.000. Rồi cái này chú cho em là màu thay bên trên. Một người Long An người. Chú cho em màu này là màu ghi ha. 75.000 luôn. Màu ghi 75.000. Ghi 75.000. À lấy ghi 75 chú em, ghi 75 ha. Ghi 75.000. Cái này mua về Nam mà cũng được cho mấy chứ. Con này con to. Ghi 75.000. Và cái vàng này 75 luôn. Không em mua hả? Không mua nghỉ. Hả? Cái vàng này thì cánh dơi. Cái vàng này cánh dơi nha. Áo vàng này 65 75.000 luôn. Không em mua nghỉ.